Xin chào tất cả anh em nha. Đã bao lâu rồi anh em không có chạy xe Vivu ra ngoài đường rồi. Tôi thì 3 tháng rồi. Có nhiều bạn kêu mình test tiến bộ của con cúp ở tiệm. Bởi vì khi mà mình làm clip á, mình có quay qua con cúp dựng ở tiệm. Thì ok, hôm nay mình sẽ khởi động mấy con xe coi nó còn nổ không nha. Rồi anh em xem mà 3 con xe sắp sửa mình đề nổ đây, anh em thích con nào nha. Rồi giới thiệu với anh em 3 con xe đây. Con đầu tiên đó là con cúp mà anh em hay thấy mà mình làm clip mình dựng ở tiệm á. Con xe này mình độ body chơi thôi, chỉ dựng ở tiệm chơi thôi, lâu lâu thì đi uống cà phê vòng vòng vậy á. Có dịp mình sẽ quay chi tiết cho nó cho anh em xem, không biết còn đề được không, nổ không đây nữa. Đây không biết còn bao nhiêu volt đây mà chớp đây. À còn được 11.7 đề được. Wow, nhẹ nổ nha anh em. Ồ, tắt rồi. Còn 10 luôn. Rồi ok anh em nghe nha. Rồi ok, tiếng bồ rất là gắt anh em ơi. Con thứ hai là con chia. Con này là của một anh quen bên hình sự. Cái này thì hay bỏ xe ở tiệm, bỏ chơi thôi, bỏ cho mình chạy chơi thôi nha anh em, chứ không có gì đâu. Đây là con chia. Wow. Chà, chắc cái tiếng vô con này nhiều anh em dân chơi thích hơn đúng không? Con tiếp theo là con Mio 62 của một đứa em ở tiệm. Bây giờ đang nghỉ dưỡng ở quê rồi. Tình hình dịch bệnh thì cũng không biết còn đề nổ không nữa. Sáng bữa nào mình cũng đề cho em ấy hết, sợ để lâu quá nó bị hư. Để lâu quá nó bị hư, không chạy được hư. Wow. Rồi anh em thích cái con nào thì comment ở dưới nha. Tặng con đó luôn. Vui thôi anh em.